Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ định các nhà thầu tự thực hiện cải tạo chung cư cũ nguy hiểm. Phim trường Santorini không được cấp phép vẫn hoạt động trong dự án Gamuda City. Đề xuất thu hồi các dự án chậm thực hiện theo tiến độ được phê duyệt của thành phố Hà Nội liệu có khả thi? Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin Địa ốc 24 giờ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin Địa ốc ngày hôm nay. Và xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, những vấn đề nóng của chúng tôi sẽ được cập nhật ngay bây giờ. Liên quan đến chương trình cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ vừa có hàng loạt quyết định đồng ý các cơ chế đặc thù. Cụ thể, Thủ tướng đã đồng ý cho thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện thực hiện việc kiểm định, thẩm định, phê duyệt phương án tháo dỡ nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm. Ủy ban nhân dân thành phố cũng được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang trong tình trạng hư hỏng nặng với điều kiện phải đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975, trong đó có 44 chung cư hư hỏng nặng, xếp loại cấp độ nguy hiểm cao nhất. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thành phố Hải Phòng từ 101 ha xuống 389 ha. Phần diện tích đất điều chỉnh giảm 10 ha sẽ được sử dụng để xây dựng khu nhà ở công nhân cho người lao động thuộc dự án của tập đoàn LG Display. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để tổ chức lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Tràng Duệ và thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở công nhân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó lưu ý là phải đảm bảo tách biệt với khu vực sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chỉ phục vụ cho người lao động thuộc dự án của tập đoàn LG Display, khu công nghiệp Tràng Duệ. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng là sẽ giúp cho thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh. Để phục vụ cho sự kiện này thì hàng loạt các dự án lớn ở thành phố Đà Nẵng đã bước vào cuộc đua nước rút, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Cụ thể, chính quyền địa phương dự chi gần 300 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp nhiều dự án hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường trọng điểm được đầu tư chỉnh trang nhằm mang lại diện mạo mới cho thành phố Đà Nẵng. Một số công trình khác như nâng cấp trung tâm hội nghị triển lãm, xây dựng nhà ga quốc tế, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hầm chui sông Hàn, cải tạo cung thể thao Tiên Sơn cũng được gấp rút triển khai. Hạ tầng đồng bộ đã tạo ra sức hút lớn, đón dòng tiền đầu tư không nhỏ vào thị trường bất động sản. Nhiều dự án đã đẩy nhanh tiến độ, tung ra các chiêu khuyến mãi, kèm theo cơn sốt tăng giá từ thời điểm này. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, thế nhưng công ty Gamuda Land Việt Nam vẫn tự ý cải tạo vị trí khu đất HH3 thuộc dự án Gamuda City, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội thành một phim trường có tên gọi là Santorini. Dù Ủy ban nhân dân phường Yên Sở nhiều lần có văn bản yêu cầu công ty Gamuda Land Việt Nam phải tự tháo dỡ các hạng mục trái phép tại khu đất trên, thế nhưng đến nay công trình này vẫn ngang nhiên hoạt động. Khu đất có diện tích khoảng 2,5 ha với hàng chục bối cảnh được lắp dựng phục vụ việc chụp ảnh. Mỗi ngày, phim trường này có hàng trăm lượt khách là các ekip chụp ảnh cưới và các bạn trẻ đến chụp ảnh. Được biết, phim trường Santorini đã được đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm 2016. Các cơ quan chức năng cấp quận và phường đều đã nắm được sự việc. Thế nhưng sai phạm này vẫn tồn tại từ nhiều tháng qua. Và công tác xử lý mới chỉ dừng lại ở việc gửi văn bản yêu cầu công ty Gamuda Land Việt Nam tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại khu đất trên. Quận cũng có yêu cầu là công ty Gamuda phải tự tháo dỡ các cái công trình vi phạm và hoàn thành là trước ngày 15 tháng 12 năm 2016 theo đúng nội dung 2644. Thì sau ngày 15 tháng 12 năm 2016 mà chủ đầu tư không thực hiện đúng cái cam kết thì Ủy ban quận sẽ thực hiện tổ chức xử lý theo đúng cái nội dung văn bản và theo cái quyết định của pháp luật. Theo
Theo thông tin mà chúng tôi có được thì trong ngày mai 15 tháng 12 đã là hạn cuối cùng để công ty Gamudaland Việt Nam hoàn thành việc tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để gửi tới quý vị trong bản tin Địa ốc 24 giờ ngày mai. Mời quý vị chú ý theo dõi. Tiếp tục những thông tin khác, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đề nghị thành phố Hà Nội thu hồi đất của những chủ đầu tư, tổ chức cá nhân chây ì không thực hiện đúng tiến độ đã được cấp phép. Đây không phải là lần đầu tiên các ngành chức năng thành phố Hà Nội muốn xử lý mạnh tay với các dự án kiểu này. Từ năm ngoái, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cũng từng có đề xuất tương tự, thế nhưng hiệu quả không như mong muốn. Khu căn hộ đắt nhất Việt Nam, siêu dự án siêu sang. Đó là những mỹ từ được người ta nói về dự án Habico Tower khi nó được khởi công vào năm 2008. Theo đúng tiến độ, năm 2011, nơi đây sẽ mọc lên hai tòa tháp với chức năng làm tòa nhà thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và nhà ở cao cấp cho thuê. Tuy nhiên, gần 10 năm trôi qua, đây là những gì hiện có. Tôi thì sống ở Hà Nội thì cũng hơn 10 năm rồi và ở đất Cổ Nhuế là hơn 10 năm đấy. Thì tôi đi ngang về lại đây nhiều, thỉnh thoảng ngước đầu lên nhìn nhưng mà thấy cái này nó làm lâu lắm chưa xong. Cũng được mệnh danh là siêu dự án và tọa lạc ngay vị trí đất vàng tại quận Đống Đa, đó là dự án 131 Thái Hà. Sau khi thi công xong tầng hầm và 11 tầng nổi, thì dự án này nằm bất động dù dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Dẫu chưa xong, nhưng chủ đầu tư đã cho thuê tầng 1, tầng 2 để kinh doanh. Ngoài ra, ở Hà Nội còn có không ít dự án đất bị sử dụng sai mục đích. Ví dụ như khu tái định cư Đông Hội của xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Dự án mới chỉ sử dụng khoảng 30% diện tích đất đã thu hồi, còn lại bỏ không hoặc bị chiếm dụng làm bãi giữ xe trái phép. Từ đó đến nay, khu tái định cư thôn Đông Trù vẫn đất bỏ không. Mà cái luật của nhà nước trong 10 năm không được thì thu lại. Nhưng hiện nay các đất của khu tái định cư Đông Trù đều bỏ không và một số địa cầu thì cho thuê bãi xe ô tô. Chúng tôi cũng không được biết. Pháp luật đất đai đã có các quy định về việc xử lý các dự án treo. Nhưng theo các chuyên gia, các quy định đó chưa đủ sức răn đe đối với các chủ đầu tư. Do đó, vấn đề dự án treo đã chưa được giải quyết. Tôi cho rằng đây chúng ta cần chuyển sang cơ chế xử lý bằng tài chính. Tức là anh cứ để chậm như thế là anh phải nộp từng này tiền. Anh chậm năm nữa là anh nộp thêm từng kia tiền. Thì nhà nước cũng có lợi và nhà đầu tư có cái bài toán của người ta. Người ta có thể để đất chậm lại. Nó không ảnh hưởng gì cả. Đến chuyện tất nhiên ảnh hưởng về quy hoạch, ảnh hưởng về tiến độ. Nhưng mà đến một lúc người ta nộp quá nhiều tiền thì người ta phải tìm cách đưa vào sử dụng. Trở lại với đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường. Rõ ràng cần phải có biện pháp cho các dự án chậm tiến độ. Tuy nhiên, nếu giải pháp đưa ra không đủ sức nặng thì đề xuất đó chưa biết tới bao giờ mới thực thi được. Để tìm hiểu rõ hơn về tính khả thi của đề xuất thu hồi dự án chậm triển khai theo tiến độ được phê duyệt, phóng viên Địa ốc 24 giờ đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mời quý vị theo dõi. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông có thể cho biết là cái tình trạng dự án treo hiện nay đang gây lãng phí như thế nào không ạ? Dân đa sống bằng nông nghiệp, người dân thì sống bằng nghề tạo ra cái sản phẩm trên đấy, rồi thu hồi treo nó nhếch nhác, rồi là ảnh hưởng về tâm lý xã hội, có khi chỗ lại tội phạm, rồi nhiều thứ, rồi có khi ngay cả những cái treo như thế thì làm cho người dân người ta cũng không ở đấy cũng khổ, không được xây dựng, rồi vẽ ra thế thì cuối cùng là một cái việc mà không để lại hậu quả rất nhiều mặt về cả xã hội lẫn kinh tế, để cho người ta cảm thấy rất là nặng nề. Hà Nội thì vừa có đề xuất là sẽ thu hồi lại đất đối với dự án mà không sử dụng đất trong vòng 12 tháng. Thì ông đánh giá như thế nào về tính khả thi của điều này ạ? Tôi cho chắc không phải đến giản thế. Khi ta lập dự án xong, cũng phải trong cái dự án phê duyệt, anh phải cho người ta thời gian. Để biết đây, khi phê duyệt xong, người ta cũng phải chuẩn bị tiền năng, chuẩn bị cái thiết kế, quy hoạch cơ sở, người ta cũng phải đi vào chi tiết. Tất nhiên là nói trong 12 tháng không sử dụng thì khái niệm thế nào sử dụng? Hay ta xây bức tường xong làm hàng rào xong đấy là sử dụng hết. Cho nên phải khái niệm thế nào nhưng mà phải tính cái tiến độ hợp lý để người ta chuẩn bị để bước vào một dự án phải bao nhiêu khâu. Từ khi mà lập dự án đến khi triển khai chi tiết dự án là rất nhiều vấn đề. Dạ vâng thưa ông, phải chăng là chúng ta cần một cái cơ chế khác để đảm bảo rằng là việc dự án treo sẽ không còn tiếp tục diễn ra nữa không ạ? Ngay từ khi bước lập dự án và tất bản thân những người mà có ý định làm dự án thì cũng phải đánh giá tình hình, khả năng tài chính của mình, cũng triển vọng của cái dự án ấy và cái hiệu quả dự án. Sau đó các nhà thẩm định dự án có trách nhiệm, rồi những người phê duyệt dự án là chịu trách nhiệm lớn nhất. Từ đấy gắn bó với nhau,
và quy định giống như quy định quy trách nhiệm thì có lẽ giải quyết nhiều vấn đề hơn. Và đất nên khái niệm là đất là của dân, đất là của mọi người. Và khi người ta đang ở đấy phải tính đến cơ chế thỏa thuận nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ. $3.3 triệu một mét vuông, đó là mức giá cao nhất khi bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mức giá với nhà cho thuê là 73.000 đồng một mét vuông một tháng, còn với nhà cho thuê mua là 89.000 đồng một mét vuông một tháng. Trong trường hợp này, khách hàng phải thanh toán trước 20% giá trị nhà, còn lại trả tiền thuê mua trong thời hạn tối đa 3 năm. Đây là những mức giá trần vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai công bố áp dụng với nhà ở xã hội, là loại nhà cấp 4 do hộ gia đình cá nhân xây dựng để bán cho thuê mua. Hộ gia đình cá nhân tự xác định giá nhưng không được cao hơn mức giá này. Quy định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, tức là chỉ hơn một tháng nữa. Đón nhận thông tin này, các doanh nghiệp chủ đầu tư không mấy mặn mà, bởi lợi nhuận của họ sẽ giảm xuống. Với người mua nhà thì ngược lại, cơ hội sở hữu một căn nhà giá cả phải chăng sẽ thực tế hơn. Nhưng vấn đề đặt ra là ai sẽ là người kiểm soát giá cả giao dịch trong thực tế và cơ chế kiểm soát là gì? Theo kế hoạch thì năm tới, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng khoảng 552 căn nhà ở xã hội. Đồng thời, tỉnh đang kêu gọi các hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán cho thuê hoặc thuê mua. Thưa quý vị và các bạn, Giáng sinh đã sắp cận kề, nhiều người đã bắt đầu trang hoàng trong ngôi nhà của mình và tất nhiên là không thể thiếu được cây thông. Vậy năm nay quý vị đã lựa chọn cách trang trí cây thông như thế nào chưa? Mục tư vấn hôm nay sẽ đưa ra một vài gợi ý về cách trang trí cây thông theo hướng truyền thống và những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc bản tin Đế 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt. Năm nay xu hướng cây thông truyền thống vẫn được nhiều người lựa chọn. Để có một cây thông ưng ý, chúng ta cần chuẩn bị cây cao từ 1,5 đến 1,9 mét, đèn dây trang trí 2 cuộn, những quả trâu một màu hoặc nhiều màu, các chú tuần lộc, ông sao và những món đồ trang trí nhỏ xinh mà bạn yêu thích. Nên lắp ghép đế đỡ của cây thông, sau đó mới chỉnh sửa sao cho những nhánh cây xòe rộng, tạo được dáng vẻ tự nhiên. Có một điểm cần lưu ý, nên lựa chọn màu đèn của dây trang trí trùng với màu của màu lá cây, để dây đèn không bị nổi làm mất độ thẩm mỹ của cây thông. Theo truyền thống, sẽ treo những quả trâu theo kích thước, những quả lớn nhất ở phía dưới và nhỏ nhất ở bên trên. Một sai lầm mà nhiều người hay mắc phải là việc trang trí quá tay, muốn trưng bày hết những món đồ lên cây thông. Điều đó sẽ phá hỏng vẻ đẹp tự nhiên của cây. Cây thông Noel thì hiện trên thị trường phổ biến truyền thống mấy năm nay thì có cái hãng cây thông trang chia của Việt Nam. Thì cái đấy ở nhà máy là sản xuất ở trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế cây đấy là đã khẳng định được cái chất lượng cũng như là mẫu mã trên thị trường từ hơn 10 năm nay rồi. Thế thì hiện nay tại Hà Nội cũng có một số các cơ sở sản xuất là làm hàng nhái của giống, nếu mà người tiêu dùng không để ý thì sẽ rất dễ bị lẫn lộn vào với cả cây thông trang của hãng Trang Chia Việt Nam. Rất đơn giản thôi, thì người tiêu dùng thì lên, thứ nhất là lên đến mua cây thông ở một số những các cái địa chỉ mà mình quen thuộc. Hai nữa là mở cây thông ra, thì ở trong cây thông Trang Chia là bao giờ người ta cũng có in logo và hình ảnh, cũng như là tên đơn vị của người ta rất rõ ràng. Sau tất cả các bước trang trí, thì giờ bạn đã có một cây thông theo phong cách truyền thống, đơn giản nhưng cũng không kém phần lung linh. Và dù trang trí theo cách nào thì điều quan trọng nhất vẫn là để đem đến cho người thân và gia đình cảm giác ấm áp, an lành trong mùa Giáng sinh năm nay.